Ấn Quang Đại Sư khai thị, tin sâu nhân quả, kiên quyết phóng sanh, ăn chay vì hiếu. Nhân quả báo ứng là phương tiện lớn lao để bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh của thánh nhân thế gian lẫn suốt thế gian. Nhưng thế nhân chẳng suy xét, đối với lời dạy của nhà Phật, phần nhiều bài xích đủ cách, hoặc cho là nghĩa lý thiển cận, rồi gạt phăng qua một bên, cậy vào thế trí biện thông của chính mình, chìm đắm dài lâu trong chốn tà kiến nhơ bẩn. Nếu không có nhân quả ba đời, thì hóa ra trời ban phát cho con người không công bình, làm thiện uổng công, làm ác được lợi chăng? Chỉ là do đời trước có công hay gây lỗi sai khác, nên đời này hưởng thụ khác biệt. Do đó nói rằng, vĩnh viễn hợp với lòng trời, tự cầu nhiều phước. Trích từ Kinh Thi. Hòa phước vô môn chỉ do con người tự chuốc lấy. Do vậy Kinh Phật mới dạy rằng, muốn biết nhân đời trước thì hãy nhìn vào những gì được hưởng trong đời này. Muốn biết cái quả của đời sau, hãy nhìn vào những việc làm trong đời này. Hiểu rõ điều này thì khổ sướng hên xui đều do tội phước của chính mình chiêu cảm, chứ không phải do trời giáng xuống, cũng chẳng phải do ai khác tạo ra. Do vậy, người quân tử chăm tu đức mình, hành xử thuận theo địa vị, trên chẳng oán trời, dưới chẳng trách người. Vì thế Kinh dạy rằng, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Do sợ nhân nên dùng giới định huệ để chế phục cái tâm, khiến cho ý niệm tham sân si không do đâu khởi lên được. Khởi tâm động niệm, lời lẽ hành vi không gì chẳng phải là lục độ vạn hạnh, là đạo lợi người giúp Phật. Khi tích chứa đến cùng cực, công thuần thục thì phước huệ vẹn cả đôi bề, triệt chứng tự tâm, dùng đó để viên thành Phật đạo.